Vì đưa nó thấy vậy nên nó mới muốn đi về làm, nó bác sĩ bước động mắt tay. Được 3 tỷ tiền Việt. Dạ đúng rồi. Là chúng để, nhưng mà dừng lại thôi nhé, không mua nữa đâu nhé. Em đâu có chơi, tại mình lại là em không có chơi đề. Thì em thấy là để coi bác sĩ có đổi cái thay đổi có của em không, vậy em mua thử, nhưng mà trúng. Thế thì em phải chia một nửa cho bác sĩ. Em cũng mơ bác sĩ nhiều. 3 tỷ thế là thay đổi nhiều lắm về tài chính của gia đình đấy. Dạ dạ đúng rồi. Nhưng mà em trúng con nhỏ đó, còn không trúng em ngừng cả tỷ đó. Em lấy tiền mặt từ 3 tỷ. Ồ. Là chúng ở ở bên này hay chúng ở đây bên này? Em sửa mũi em dịp ảnh là trong vòng một tuần em trúng 3 lần. 3 lần? Dạ. Mà trước đây chưa bao giờ chơi? Em không bao giờ chơi đề, không có chơi đề qua. Mà 3 lần như vậy tổng số tiền mình nhận được là bao nhiêu? 3 tỷ. 3 tỷ tức là trong tổng cả 3 lần. Dạ. À, mới từng gọi em trúng 800 mấy nè. Tỉnh thứ 7 từng gọi em về á, ngay trận thứ 7 em về luôn. Thôi nhé, nhưng mà thế thôi nhé, không được tham. Dạ dạ đúng rồi, em đâu có chơi đề đâu à, tại vì em nói là bác sĩ coi có đổi đời cho em không á, em chơi thử có trúng không, mà thật sự là trúng thiệt. Em mới nói là bác sĩ rất là mắc tay. Em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thế thì vui quá rồi. Dạ dạ. Ở vậy em nói em qua Tết em về em cắt miếng mắt em lại. Ở Đài Loan thì em ở vùng nào? Em ở Cao Hùng. Ở Cao Hùng, Cao Hùng có đường thiệt không? Trời ơi, Việt đi ra là nói ra sau này đất Đài Loan là đất Việt Nam chứ không phải là đất Đài Loan nữa. Việt không, đi đâu cũng gặp Việt Nam hết. Dạ. Nhưng mà trong chỗ em đó là chỗ 3-4 người định về làm. Dạ, thì em làm gương trước đó. Em thấy cái dịch vụ cũng như là mọi cái phục vụ ở đây thế nào? Rất là ok, rất là tốt. Nó có bằng ở Đài Loan không? Tốt hơn Đài Loan. Em về bển em các chị bác sĩ về lâu còn nói rất là đẹp. Bác sĩ Đài Loan? Dạ, bác sĩ Đài Loan cũng thẩm mỹ, sửa mũi, làm trong sách da rồi này kia đó, là bác sĩ nói rất là đẹp. Bác sĩ này chắc làm lâu rồi, em nói em không biết nhưng mà em mới làm đây thôi, nhưng mà ông nói là rất là đẹp. Dạ, bác sĩ đó chắc lớn tuổi hơn anh. Dạ. Nhưng mà suốt trong 4 tuần vừa rồi em có cảm giác đau nhức, khó chịu hay bất dạ, tiện không? Không, bình thường. Không có gì hết, không có gì mà xảy ra. Nhưng mà em ăn, em cử lắm. Em muốn ăn uống gì tầm đấy. Dạ. Nếu mà quay lại có làm mũi sớm hơn ngày xưa. Dạ đúng rồi, làm tôi sớm hơn ngày xưa. Tại vì em ham mấy năm nay rồi nhưng mà em không dám làm, em sợ đau. Em sợ đau? Dạ, sợ gì nữa? Em sợ đau chứ em sợ đây lên mạng đó thì người ta làm cái mũi mình hư á. Nên em rất là sợ, thì em làm gia đình em không cho, cứ cản hoài à. Thì em nói giờ thôi em làm. Ai là người cản em nhất? Cha mẹ em. Cha mẹ ở đây cái gì? Dạ cha mẹ ở đây thì không cho em làm, thì em mới nói với chồng em nói giờ tao ham quá giờ cho làm, thì nó nói ừ cho làm, thì em mới đi làm. Thế sau đó thì bây giờ cha mẹ nhìn cái mũi này là sao? Nó rất là đẹp. Dạ nó tự nhiên mà rất là thích. Còn những người lạ mà tiếp xúc với em có biết em làm mũi không? Nhìn em nhìn dữ lắm nhưng mà hỏi cái ổ cái mặt mà sao này lạ vậy, nhưng không biết em sửa mũi, nói cái mặt em làm gì thon dài ra, thì em nói nhìn kỹ thử đi có lạ cái chỗ nào không, thì nói hồi hình như mày sửa mũi phải không, nói em gì đó. Nhưng mấy cái người mà lâu lâu gặp em á, em chuyến này em về đó à, lâu gặp em nó nói là ôi cái mặt mày lúc này đẹp mà lạ lạ nghe, à, không có biết em sửa mũi, nhìn vô là không biết em sửa mũi, bạn em còn không biết nữa mà. Bạn em mới rất là lâu mà gặp em á, nói thôi cấp này bà đẹp quá vậy, có cái sửa chỉnh gì không vậy, nói em vậy đó. Em nói là em đi mới đi sửa mũi vậy đó, sao không thấy gì trơn vậy. Thế còn cảm nhận của chồng? Dạ, thấy tự nhiên à. Chồng em nói sao? Chồng em nói rất là đẹp. Anh nói không có uổng tiền bỏ phí công gì nhiều mà đang thành lễ. Tại vì đợt rồi ổng về với em mà. À, anh có nhớ. Dạ. Ok. Dạ, cảm ơn anh nha. Chúc mừng em, chúng mừng 3 tỷ tiền đề. Nhưng mà nhớ nhé, không được chơi tiếp nữa. Dạ, dạ, dạ. Lấy tiền đó kinh doanh, lấy tiền đó để chăm sóc sức khỏe thôi. Dạ, dạ, dạ. Để bữa mốt bạn em về qua đây, nó cắt mắt cái làm mũi, bác sĩ làm đẹp cho nó nha. Dạ, ok.